Đây. Đây. Ừ. Hello. Không phải chị Sammy không? Bao tiền lì xì, lọc lá. Trời nặng quá. Trời nặng quá hả? Cho dơ tôi biết liền. Trời. Ở đây mà, đây. Trời ơi, tiền mới. Gì vậy? 2 giờ sáng. Bắt đầu với chuyến hành trình về nhà ăn Tết của Sabida. Woo! Trời ơi, cảm giác vô cùng thích luôn bạn ơi. Trời ơi, cuối cùng cũng về quê ăn Tết rồi. Nhưng mà bây giờ phải sắp vali hành lý thôi bạn. Trời ơi, nói chung là cái cảnh này nó mệt lắm mấy bạn ơi. Đó, cái đoạn này là mình với Simi lên được máy bay là lúc 2 giờ sáng mấy bạn ơi, 2-3 giờ sáng. Đó, Simi ngủ liên tục luôn. Và may là mình với Sim là ngồi ở hạng thương gia để được ăn đó chứ. Trời ơi, chứ mình đang ăn bún thịt nướng đúng không ta? Ăn thì nhìn nó ngon đúng không? Nhưng mà thật sự rất là buồn ngủ luôn. Đó, nói chung là cảnh này vừa ăn mà buồn ngủ đó, Simi là ngủ xuyên suốt luôn, bà không ăn luôn đó, đồ ăn để vậy thôi đó. Thôi ok, thôi chuyển cảnh nha, để mình về nhà cho nhanh nha bạn. Thôi buồn ngủ quá. 7 giờ sáng. Như các bạn được biết thì Tết đến xuân về thì gia đình mình có một cái truyền thống, đó chính là không phải truyền thống lắm mà nói chung là và ủa gì đấy, trang trí, ủa gì nhớ là trang trí nhà, ba mẹ nhờ trang trí nhà đâu, trang trí người em đâu, gì đấy. Ok, nói chung là ý xin bạn là trang trí cho nó thật là mở cho tôi bị nghe vào, nhưng tôi phải nói cái giọng này chứ không phải là tôi cố tình đâu nha thế nào. Nói chung là bị đau họng các bạn. Đó thì đó, bây giờ nhiệm vụ của ba chị em mình là phải trang trí đúng không? Chỉ ngày Tết đó để xem coi ai là người trang trí đẹp nhất nha. Đó ok. Giờ không trang trí là khách vô người ta kỳ lắm. Đó ok. Bây giờ chúng ta cùng trang trí gọi là nhà Tết thôi nào. Let's go. Đi. Đi mọi người đi nhanh. Và người đầu tiên kia đó chính là em mình. Đó, em mình đang dỡ một cái gì đó, cái này là cây móc đúng không ta? Ờ, cây móc. Mình đang việc sắp lại cho Sim nha. Đó, xong mình sẽ dán lên cái tủ đó. Rồi ok. Rồi ok, chùi xong dán vô cái tủ. Xong rồi mình lấy cái này lên, rồi mình nhảy lên, rồi mình móc vô đúng không? Mình móc vô. Wow, trang trí xong rồi. Đó là Simmy, bạn thấy như nào được cái chấm điểm nha. Rồi còn em mình, đó, em mình cũng vậy. Em mình cũng thấy cái này giống chị Sim quá, phải treo lên thôi. Đó, thấy chưa? Rồi. Em tôi có được cái là gì ta, cao hơn Sim thì phải. Đó, trời ơi, em tôi cần dán thôi, không cần nhảy như Sim luôn. Đó, dán cái ọt lên. Sim chỉ biết cười thôi chứ biết sao vậy đó. Một người em rất nhỏ tuổi nhưng rất cao. Quá tuyệt vời, trang trí xong rồi, đến mình. Đó, mình là một người chị cả, mình phải trang trí gì cho hợp lý đúng không? Đó, mình thấy một cái chậu hoa chân chữ Tết đó để ở giữa bàn khách. Đó, rất là đẹp luôn. Trời ơi trời, bạn nào không biết trang trí cứ như y chang như chị em mình. Đó, một đống đồ về trang trí. Đó, hay cho đây là pháo bạn ơi. Tết là người ta làm sao phải bắn pháo bông đúng không? Đó, bụp chiu đúng không? Đó, trời ơi trời. Nhưng mà chị em mình sợ pháo lắm nên chị em mình là treo pháo giả nha. Chủ nhà này mình biết cửa nó mở sao rồi. Cái cảnh này tôi quay giờ tôi mới biết là em trai tôi đang vô chi, bạn xoay vòng tròn không biết để làm gì nữa. Đó, nói chung là một Tết rất vô chi. Đó, chịu nha, không hiểu. Đoạn này mình làm cái này rồi em mình làm cái kia rồi làm và xong tụi mình vỗ tay. Đẹp không? Đẹp không? Yeah, mình đã trang trí xong nhà Tết rồi. Pretty year. Đêm giao thừa. Ơn ạ. Đây. Rồi. Em Út. Rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Ok, giờ xem quay ai móc trước đi. Em trước đi. Bao tiền lì xì, lọc lá. Trời nặng quá. Trời nặng quá hả? Cho dơ cho biết liền nè. Trời ơi, giờ mới biết liền. Ủa sao biết của ba vậy? Chị quên luôn, ở đây. Cái gì vậy? Ờ, chị cũng nặng quá. Ôi, nhiều quá, nhiều quá. Hai tay nặng quá. Nặng quá. Rồi. 100 ngàn. Trời ơi, nhiều vậy, không được tiền chị nè. Trời ơi, nhiều vậy. Rồi, bên này là... Ở nhà của Sam nè. Cái gì chắc anh rồi. Hai chị hết. Rồi đến chị, từ từ chị xem qua. Ê, đều nhau đúng không? Đều. Lọc lá. Không hồn đừng có tiền. Ủa sao nó sẹp vậy? Ở đây bạn, đây. Trời ơi, mới. Tiền mới. Ui. Cái này dài hơn nè. Thôi như nhau á. Ôi.
nhận tiền lì xì rồi. Nhưng mà theo tục lệ là sao? Phải chúc xong mới nhận tiền. Nhưng mai mày mình kiểu tặng tiền trước. Nên là bây giờ chúc sau rồi. Giờ em trai chúc trước. Chúc một người trước. Mày rồi, chúc đi. Đây, like sợ chim đó. Vui vẻ hơn với cái bộ môn xe đạp, mong ba xe đạp thật nhiều và vui vẻ mình khỏe. Đó thực sự là ba mình lúc mà đạp xe đạp xong là người khỏe luôn, vui vẻ luôn, mặt nhìn chém ăn là dù nó che đập rồi đó, mà không biết được đó. Ok, chúc ba nó mới vui vẻ nè. Đó thì mình chúc chị đứng kia, đứng qua đây, đứng qua đây đi, không phải không phải đó, đó ba xin ngồi chúc má nè. Đó chúc mẹ là phải vui vẻ nhiều hơn đó. Đó, cười lúc nào cũng phải cười hạnh phúc lên đó, lúc trồng nhiều rau đó, trồng nhiều rau xong rồi nấu ăn cho con, xong rồi còn gì ta, trồng rau mà rau sạch nha, rau mẹ mình trồng rau thì bị giỏi mà đó, nên mình mong là mẹ sẽ nấu thật nhiều món ăn rau đó, ăn chay đó ngon, nên mình mong mẹ mình sẽ luôn vui vẻ, phải vui vẻ lên đó. Không giờ em nhiễm khói gì nữa. Và như các bạn được thấy thì Tết năm nay hầu hết rất nhiều gia đình bắn pháo bông ở trước cửa nhà các bạn ơi. Nhưng mà mình không hiểu sao pháo bông ở xóm mình lại có nhiều khói như vậy nhỉ. Pháo bông cũng đẹp đấy nhưng mà sao nhìn á, mình cũng biết nữa. Nhưng mà gia đình mình thấy vậy nên gia đình quyết định cũng bắn pháo bông luôn, nhưng mà theo phiên bản 4.0. Và mùng 1 Tết em mình đã mặc một bộ áo dài xanh nè, xanh nét thấy chưa, đẹp chưa, trời ơi như một quý cô vậy bạn ơi. Đó thấy chưa, áo lông áo vũ ha, đó thấy chưa, vòng hạt cườm đó bạn, đó thấy chưa, hột xoàn đó thấy chưa, nhìn lấp la lấp lánh chưa các bạn. Chấm bao nhiêu điểm, đừng quên comment thì dễ sẽ biết nha. Và tiếp theo đến mình đó, mình cũng chọn một bộ màu hồng đó, hồng lè hồng lẹt đó. Mình có cây mai, mình không có vòng nhưng có cây mai bạn ơi. Đó ok, các bạn thấy bộ đồ này bao nhiêu điểm, đừng quên comment cho mình biết nha. Ok, còn bạn, áo dài của bạn mặc vào mùng 1 Tết là màu gì? Đừng quên cho mình nha. Ok. Tết chỉ là mùng 1 Tết, chúng ta đi làm gì? Quay top top đấy bạn ơi. Đó, trời ơi, đợt này là mình và em trai mình đang chuẩn bị quay cái top top năm xưa. Năm xưa mình quay cái, bây giờ quay nha. Đó. Ok mai đó, cái này nhạc bản quyền mình hát sao. Ok mai là tèo 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 tèo. Áo vai xuân đai phơi vai, những ly xì nở may mắn tươi tắn. Bắt tim, mình luôn nhớ bạn ơi. Đó, để chuẩn bị vậy đó. Và mùng 1 Tết, gia đình mình quyết định đi xem phim mấy bạn ơi. Đó, hay chưa, đầy đủ gia đình rồi, đi xem phim thôi. Nói chung là mùng 1 thì cũng không biết làm gì, nên là mình chở gia đình đi xem phim cũng được, cũng dễ ha, chứ cũng không biết làm gì bạn ơi.
À, nói chung là mùng 1 của mình á. Ok. Tối mùng 1. Và đây là Key Hero Team, mỗi người một nơi các bạn ạ. Người miền Bắc, người miền Trung, người miền Nam mấy bạn ạ. Ăn Tết ba miền đó bạn. Đó, ở xa nhau nhưng mà cũng phải gọi nhau một cú điện thoại. Đó, điện thoại thăm quay tình hình sức khỏe các em, các anh như thế nào đó. Nói chung là miền Bắc lạnh, lạnh gọi là nhức cái nách. Đó, miền Nam thì nóng banh xác. Miền Trung cũng lạnh mấy bạn đó, thì mình mặc ấm là biết liền. Đó. Nhìn áo quần là đoán được thời tiết các bạn. Đó, nói chung là còn thời tiết ở bên bạn có lạnh hay nóng hay là mát hay không, đừng quên comment nha. Mùng 2. Để bắn tim nè. Ok, bye bye bye. Rồi, ok bye em nha. Bye. Rồi. Mấy một điều khi mình chụp với bạn fan kia có gì đặc biệt không? Sao vậy? Các bạn có bộ nail đẹp hơn của chị luôn. Bạn kêu găng ơi. Bạn kêu găng nail, mình không có găng nail. Và bây giờ thời rất là lạnh nên là bây giờ mình rất muốn mặc áo dài, tại vì đi đèn rồi thấy mặc áo dài rất là đẹp nhưng mà lạnh quá. Chịu không nổi, con em mình đang chỉnh ảnh cấp kết giật top top rồi kìa kìa bạn. Về dạo top top đúng không? Giật top top đúng không? Tìm Facebook hả? Ok. Đây là Đại Nội Huế. Wow. Rất là to luôn. Oh, đây là mùng 2 khi mà Đại Nội. Rất là đông người các bạn. Các bạn thấy không? Nói chung là đi chơi Tết thì thế nào cũng sẽ gặp những bạn fan dễ thương đáng yêu luôn. Trời ơi trời đó, bạn nào ở Huế đã gặp mình hoặc là đã xuất hiện ở trong video này, đừng quên của mình nhẹ nha. Nếu bạn đó mà gặp mình và xuất hiện trên video mình là bạn đã siêu may mắn luôn. Bạn đã gặp mình ở ngoài đời rồi, có mình cái gì mình biết nha. Đây. Đây. Hello em. Hello. Đúng rồi. Hello em. Và nếu các bạn vào Đại Nội Huế thì chắc chắn ai cũng muốn một lần trong đời làm vua đúng không? Yeah. Chắc chắn rồi. Thì ở trong này có một cái dịch vụ đó chính là chụp ảnh trở thành vua bạn ạ. À. Như tấm hình này nè. Hoặc cái này, hoặc cái này. Nên là gia đình mình đã quyết định đi chụp ảnh. Let's go. Và đây là vé chụp ảnh bạn ơi, 135k bạn ạ. À. Đó thì cũng rẻ, vừa thuê đồ vừa chụp ảnh nhưng mà cũng được. Đây là tụi mình khi hóa thành hoàng hậu và thái tử đó, đã nguyên gia đình chụp ảnh. Trời ơi, nhìn nó trang nghiêm dễ sợ chưa. Ở đây cũng là lần mình nhớ là lần thứ hai mình chụp, lần đầu tiên mình chụp mà mình quên rồi, nhưng ở đây là lần đầu tiên gia đình đi chụp ảnh đó các bạn ơi, làm vua, làm hoàng hậu, làm thái tử đó, xịn sò chưa. Trời ơi, quá trời xịn luôn. Đó, thì đoạn này mình thấy khá là dễ thương, đó chính là em trai mình đang chụp ảnh cho ba mẹ mình ở ngoài này các bạn, nó hiểu nhưng mà kiểu ba mình muốn lưu giữ kỷ niệm ở trong điện thoại của ba mình á. Trời dễ thương dễ sợ. Cái gương đúng to luôn á, nhìn nè. Wow. À. Và đây mình đã quay được một khoảnh khắc rất là dễ thương luôn, một vị thái tử hay là vua đi ta. Trời ơi, không biết em này mấy tuổi vậy, 2-3 tuổi hay là 1-2 tuổi vậy. Cái này là chắc là 2-3 tuổi đúng không ta? Ôi dễ thương quá. Trời ơi, có ai đã lớn cái tầng tuổi này rồi vẫn thích mua bóng bay với bạn ơi? À, tôi là gần 2-3 tuổi rồi nhưng mình vẫn thích bóng bay, tại vì năm nay là năm con rồng nên mình quyết định sẽ mua bóng bay hình con rồng. Yeah. Con rồng siêu ngầu luôn. Trời ơi, nói ai nói tôi lớn nhỏ gì tôi kệ nha. Đó, lớn hay nhỏ gì cũng thích bóng bay hết bạn ơi. Đó, bóng bay dễ thương quá. Mùng 3. Ok bạn, thì đây là ngày cuối tụi mình ở Huế nên là ba người con siêu dễ thương đáng yêu này sẽ quyết định sẽ đi đâu nhỉ? Để mua đồ ăn, để nấu ăn và để giấu ăn cho gia đình bữa cuối, nên là mỗi người phải nấu một món nha. Đó. Đi nấu ăn không? Cơm nữa. Đồ ăn là đồ ăn á, hiểu không? Em ok. Trời ơi, sao cầm kỳ thi hóa như thế? Trời ơi, nấu okay. Cơm, nấu cơm. Rồi để xem quay mọi người, xem quay bữa cơm gia đình do ba người con báo thủng này nấu sẽ như thế nào nha. Ok, không nói gì nữa. Let's go. Ok, let's go. Bây giờ chúng ta cùng đi mua đồ ăn thôi đấy bạn. Đó, thấy chưa? Đi mua đồ ăn mà tưởng đi diễu hành luôn các bạn. Trời, 1-2, 1-2, 1-2. À, ok. Vẫn là mình, tài xế Sammy Đào, vẫn là người lái cho những người em của mình. Không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta cùng lên đường thôi nào. Let's go. Rồi, và mình đã có mặt tại siêu thị đó bạn ơi. Trời ơi, không khí cũng rất là đông luôn nha. Chứ không phải là bùng ba là ít người nha. Cũng rất là đông luôn, chen chúc quá trời luôn nè. Em sẽ làm món gì siêu? Tteokbokki. Sao? Tteokbokki. Ok. Ủa chị em nấu gì vậy? Chị
hả? Đây, chị sẽ nấu lẩu nấm. Ồ, nấu chay mọi người. Nói chung là mình, nói chung là ba mẹ mình chỉ ăn chay thôi các bạn, chứ không ăn mặn được. Nhưng mà tụi mình cũng rất thích ăn chay nên. Ủa em trai, nấu món gì vậy? Sẽ nấu mì Ý. Mì Ý hả? Đây, nấu được không? Được, cái này nấu dễ mà. Ok, để xem của em trai mình nấu mì như thế nào nha. Lần đầu tiên hả? Đúng rồi. Ok. Nói chung là sau một hồi đi thì mua cũng rất là nhiều thứ các bạn ơi. Giờ nồi niêu son chảo mua là mua mới hết luôn các bạn. Đó, nấu ăn cho ngon. Đó còn mua tạp gì nữa chứ. Đó đầu tư dễ sợ chưa. Và đây là cảnh speak up lên 1000 chị em mình đi mua đồ các bạn ơi. Một phút lựa đồ cùng ba chị em Sim Sam và em trai mình. Let's go. Rồi xong mua sạch đồ thì mình tính tiền nha. Thì chị em mình định làm một cái băng chuyền các bạn ơi, băng chuyền tay đó, được gọi là chạy bằng cơm nha. Nó chuyền qua chuyền lại chuyền lui chuyền tới nhức hết cả đầu luôn các bạn đó. Nhưng mà nói chung là đồ mua cũng rất là nhiều nha, nên các bạn đừng quên hóng chờ xem hết video để xem quay chị em mình có nấu được đồ ăn không nha. Ok, tổng thiệt hại bữa ăn này sẽ bao nhiêu tiền nhỉ? Để xem coi tổng thiệt hại để mình nấu đồ ăn là 2.600.000 nha các bạn. Đây quay thấy không ta? Ok, 2.642.000 đồng. Ủa hay sao? Oh my god. mua dữ vậy? Đây. Mua quá trời luôn. Đó. Cảnh này cô biết nói gì nên mình nhờ chị Google lồng tiếng cho vui ha ha ha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ về nhà, đi thức về nhà và sẽ nấu cơm cho gia đình. Nấu cơm cho gia đình. Nấu lẩu. Nấu lẩu, ok. Tình hình là các bạn nhìn đường Huế không? Ôi trời ơi, chả khác gì đường Sài Gòn. Thì nói chung là mục đích của tụi mình đi ngang qua cái đường này chính là phải thấy được con rồng Huế. Trước khi tụi mình về Sài Gòn, người Huế chưa gặp được con rồng Huế là sao vậy? Trời ơi. Đông luôn các bạn. Rất đông rồi. Tôi mình muốn thấy biết là mình có nên chạy ra ngoài ngắm không hay là mình đi về luôn các bạn. Nhìn nó mệt lắm luôn á. Hoặc là thôi mình sẽ quay cho các bạn xem khoảnh khắc nha. Ok. Ê, em thấy con rồng rồi. Trăm mét nữa. Em thấy rồi nhưng mà tường để cho bạn coi hả. Ok các bạn xem nè con rồng nha. Mình zoom cho các bạn coi. Nay phải zoom thôi. Ôi chết. Ôi đồng thân kìa. Ôi trời đất. Ôi nó bự. Thấy không? Bạn ơi, con rồng. Ui, rồng tự hào nè. Ê đẹp nha. Hai con rồng đẹp lắm. Phải đó không? Phải đó. Ui bự. Thì nó bự lắm. Mày là bà hai con rồng trời nó đang quấn quýt nhau kìa. Rồi, rồng song sinh. Và đây là hai con rồng tại Thừa Thiên Huế nha các bạn. Ui, nhìn nó to và nó đẹp lắm luôn á. Trời ơi, tôi không ngờ đẹp vậy luôn á. Và thực tế là mình vẫn chưa có gọi là cơ hội để ngắm rồng của Sài Gòn. Tại vì lúc mình về thì con rồng nó gỡ mất tiêu rồi. Nhưng mà mình công nhận nha, rồng Huế hơi bị đảnh luôn bạn. Kìa, wow, trời ơi, đúng đẹp luôn á. Còn rồng ở chỗ bạn có đẹp hay không? Đừng quên comment nha. Đó, rồng ở bên Huế là hai con nha, cũng siêu to khổng lồ nha. Đó, siêu bự luôn á. Đó, trời, quá đỉnh, quá đỉnh. Ba chị em mình là ngắm được con rồng ở ngoài đời. Thực ra là mình ở Sài Gòn mình đã thấy con rồng này rồi. Mình không nghĩ nó đẹp gì luôn á. Đó. Rồi em cho cảm nhận em rồng này bao nhiêu điểm nào? Nè, em chấm là 100/10. Vấn đề là thứ nhất là con rồng này, con rồng này. Ui con rồng này. Con rồng này. Wow, con rồng này cũng đẹp nè. Ai hút đi mà. Con rồng nào? Nó bay kìa. Trời ơi, nó bay giật mình á. Em có rồng trong nhà tao kìa. Đâu. Thôi tao à. Đó, nói chung là ba chị em mình cũng đã ngắm được con rồng của năm 2024 ở Huế, rất là to, rất là đẹp, hai con. Thứ nhất là mình chấm 100 điểm vì sao? Thứ nhất là mình là người sinh ra ở Huế. Đó. Thứ nhất là tự hào là người Huế. Thứ hai là nó đẹp thiệt. Đẹp rất to lắm bạn. To, trời quá to luôn. Đúng của các bạn. Đó, rồng của bạn là rồng con rồng của bạn như thế nào? Đừng có bình luận phía dưới cho video xin biết nha. Đó. Ok, đẹp, nói chung là đáng để ngắm nha. Đáng. Ok bạn ơi, sau khi tụi mình mua đồ xong bây giờ tụi mình sẽ về nhà và chuẩn bị nấu ăn thôi. Mà trước khi nấu ăn chúng ta cần gì? Mang tập về. Đây, tập về màu gì đây? Màu xám hả? Cái này màu xám. Đây. Màu xanh. Đó là bác mát là chip lại phải có cái này. Nâu hả? Cái gì đẹp biết không? Ê sao đẹp vậy? Doraemon nè. Đấy, cũng có nhiều màu nâu lắm nhưng ba cái màu nâu này không nổi lắm. Ok. Hello, xin chào cả nhà yêu, chào mừng các bạn đến với chương trình nấu ăn cùng Mèo Simi. Ok, thì nói chung là hôm nay mình sẽ nấu spooky mọi người. Đó cái món ăn biết nấu hết trơn á. Đó mà mình mới biết nấu. Ok, đầu tiên mình sẽ lấy spooky ra trước nha mọi người. Đó, ok, và đây bên trong. Đó, rất là nhiều spooky luôn á. Wow, rất nhiều. Ê, này hơi nhiều nha. Ăn hết đâu vậy? Ăn hết đâu? Mình thấy một bịch chắc đủ nhà mình định mua hai, mình định cho hai bịch mọi người, nhìn thấy nó hơi nhiều. Đây, đó,
Đó, bây giờ sẽ đổ cookie ra và các bạn nhớ phải bỏ cái bịch này ra nha. Đây. Trời ơi, đây, một nồi luôn nha các bạn. Một nồi luôn, ok, xong rồi, nước thôi. Xin chào mọi người, mình là em trai. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nấu món mì ý nha. Món này nấu dễ lắm á. Bạn chỉ cần là bỏ ra, luộc, sau đó bỏ nước sôi vô, xong. Giống như chị em khá được. Rồi, giờ luộc, giờ đi nấu nước sôi đúng không? Ok. Rồi, nấu sôi đi luôn đi. Ủa, từ từ nấu món này có cái gì nữa không vậy? Bỏ vô là còn cái gì? Bỏ vô luộc. Có trộn cái gì nữa không? Đây là nước sốt. À, là luộc xong nhét vô đúng không? Đây là sốt cà chua. Là sốt nguyên bản với là sốt vị cay. Ok. Rồi đi thôi. Ok các bạn, và cuối cùng là mình thì mình nấu món lẩu chay các bạn ơi. Đó, lẩu chay từ rất nhiều nguyên liệu đây. Bắp, rồi ốc chuông, rồi mấy cái rau tí nữa mình sẽ lên là hái rau tại nhà mình có trồng rau các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt những cái mình cắt nha. Cứ nấu cứ phức tạp chứ hả? Rồi nguyên cái đoạn này là mình chỉ có luộc bắp, rồi luộc bắp và sau khi luộc bắp xong mình làm gì? Mình cắt gì đó ớt chuông đó, cắt xong rồi bỏ vô cắt rồi bỏ vô đó, nguyên đoạn này vô chi lắm. Đó, nói chung là mình nói trước cho các bạn á. Ủa nhìn cũng đẹp luôn á, nhìn nè. Các bạn cảm giác nhìn nó giống mua hoa không? Đó, mình ớt chuông là ớt đẹp nhất luôn á. Và tiếp theo đó chính là chúng ta, các bạn đổ tuki vô nấu và chúng ta trộn với sốt. Nhưng mà thực ra là cái tuki nó còn thêm chả nữa. Nhưng mà do gia đình mình là ăn chay với mọi người nên cũng không thể bỏ chả được. Nên mình sẽ đổ thẳng luôn. Đây, rồi bật lửa lên nè, tuki nó nóng lên. Đó, sau đó mình sẽ đổ cái sốt này vô mình trộn. Cái này dễ làm với mọi người, ai cũng biết làm hết. Nhưng mà mình mới biết. Là mình sẽ cắt mì ý ra. Đó, ra mình là chính rồi mọi người, nên mình sẽ quyết định bỏ sốt vô nha. Cũng bị đập chân luôn nha. Rồi các bạn nhìn nó đỏ vậy thôi chứ nó không cay đâu nha, nó là sốt truyền thống đấy, nó không cay đâu. Nhìn nó mẹ nhìn nó mẹ hơi cay thôi. Mì ý đang nấu lần đầu tiên cũng nấu mì ý đúng không? Dạ. Simi cũng lần đầu tiên nấu tteokbokki. Lần đầu tiên luôn, hồi đó là mình nấu sẵn luôn rồi. Mẹ sẽ nhanh hơn. Ok. Gosh, cứng thế. Ôi, tuyệt vời làm sao. Em trai mình đã có ý tưởng là dùng cái chày để gõ bạn ơi. Thôi còn 10 điểm. Và cuối cùng cũng xong rồi bạn ơi. Đó, trời ơi mệt quá trời luôn. Nói chung là bây giờ tụi mình chỉ có bày đồ ăn lên thôi. Đó, rồi đây hoàn thành xong một cái lẩu. Một cái lẩu nhà làm ngon như nhà làm. Và đây là lẩu chay nha. Nên các bạn đừng thắc mắc tại sao không có thịt nha. Tại vì làm ba mà mình ăn chay trường. Nên là mình đã quyết định làm lẩu chay. Đó, tất cả mọi thứ đều chay. Đó, ok. Bây giờ chúng ta cũng không cần để chờ lâu nữa. Chúng ta cùng ăn thôi nào. Let's go. Cùng quậy ba mẹ mình thôi nào. Và thành phẩm đây, gia đình mình đã ngồi ăn cùng nhau. Đó thì nói chung là ba mẹ mình đều rất thích cái lẩu này cho tụi mình nấu. Tuy là nó không ngon như những cái đồ bếp nấu đâu, nhưng nói chung là gia đình mình có sao ăn vậy thôi. Nói chung là thoải mái lắm các bạn ơi. Đó, trời ơi trời, một bữa cơm gia đình hạnh phúc đơn giản của năm con người thôi các bạn ơi. Đó, thì mình xin phép đoạn này mình sẽ lùng tiếng nha. Mình sẽ cắt tiếng tại vì mình muốn gia đình mình được ăn một cách thoải mái nhất trước khi gọi là đây là cũng là buổi ăn cuối trước khi là mình vào lại Sài Gòn. Đó, thì sau khi mình ăn xong tầm 2-3 tiếng là mình cũng về lại Sài Gòn à. Nên là thật sự mình khi mình đã edit lại đoạn này mình rất là nhớ gia đình luôn. Đó, nói chung là ai mà đi làm xa cũng sẽ nhớ về gia đình mình rất là nhiều luôn. Sau khi mình bay xong thì ba mẹ mình lại nhớ con thôi. Đó, nói chung là cái khoảng khắc này mình chỉ mong muốn kéo dài thật mãi thôi. Đó, thật sự luôn. Mình thật sự là mình rất là mong muốn ba mẹ mình sẽ mãi hạnh phúc, thật là khỏe, thật vui vẻ để mình có thể an tâm khi mà làm xa. Thật sự những người con làm xa mà đều mong muốn gia đình thật là hạnh phúc và một bữa cơm như thế này thôi. Thật ra là một bữa cơm tuy nó nhỏ nhưng mà đối với mình đây là thời gian hạnh phúc nhất của gia đình. Không cần phải đi đâu xa, đi du lịch quá, cần phải đi ăn nhà hàng sang trọng hay là mua những thứ đắt tiền tặng ba mẹ. Nhưng đối với ba mẹ mình cũng như là em mình thì đối với mình như này là đủ. Một gia đình hạnh phúc cùng quây quần cùng nhau ăn là một điều vô cùng trân trọng và đáng quý đối với bản thân mình.
ớt lộn nhân salad hành họ trong bụng ba. Gì vậy? Là mua hoa tặng cho ba mẹ. Dễ thương vậy. Đây đây có hoa này sao review ơi. Đó. Trời ơi. Và đây là hoa của em trai mình tặng nha bạn. Trời ơi hú hồn chưa. Trời ơi lâu lâu nhìn vậy thôi chứ cũng dễ thương dễ sợ cho như các bạn. Đó nói chung là vậy thôi. Mình nghĩ video đã dài rồi. Thôi mình nghĩ kết thúc video này thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Thì video này mình làm ra để thật sự là mình chỉ muốn kỷ niệm thôi. Khi mà mình nhìn lại video thì mình sẽ kiểu wow, hóa ra là Tết mình đã về nhà, mình đã thăm gia đình, mình đã cùng nhau ăn, cùng nhau quây quần như này. Mỗi những cái video vlog mình làm ra hầu hết là mình chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm này lại. Thì lúc nào mình xem lại thì mình sẽ thấy wow, hồi xưa mình đã là như thế này ta. Ôi, vui dễ sợ luôn à. Nên là nếu các bạn thích video này hãy like và subscribe để ủng hộ cái kênh này, để mình có động lực để làm thật nhiều vlog, nhiều video hay cho các bạn xem nữa. Nên là mình xin chúc các bạn có một năm mới thật vui vẻ, an khang thịnh vượng và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đó, tuy là mình biết là khi bạn xem clip này là cũng đã hết Tết rồi. Nhưng mà không sao, nói chung là chúc mừng năm mới, chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye. Và các bạn đừng quên nha, nhiệm vụ của bạn đó chính là học thật giỏi, chăm chỉ để ba mẹ thật là hạnh phúc, thật vui vẻ. Ok, bye bye mọi người rất nhiều, yêu mọi người, bye. Tại gia đình nữa. Love you.